Thời gian gần đây, khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự thụt tháo đại tràng tại nhà. Cụ thể, 2 bệnh nhân nữ là bà DTP 57 tuổi và LTT 50 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng chậu dưới rốn kèm theo chảy máu hậu môn sau khi tự thực hiện thụt tháo đại tràng tại nhà. Được biết, cả 2 bệnh nhân đã nhiều lần sử dụng phương pháp thụt nước qua đường hậu môn tại nhà với mong muốn làm sạch đại tràng, giảm cân và trẻ hóa. Tuy nhiên, trong lần thụt tháo gần đây nhất, bệnh nhân thấy đau dữ dội vùng bụng dưới kèm chảy máu qua hậu môn nên đến viện khám và điều trị. Kết quả thăm khám và các xét nghiệm cho thấy hình ảnh có khí trong ổ bụng, nghi ngờ vỡ trực tràng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu để xử trí tổn thương. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận cả 2 bệnh nhân đều có tổn thương vỡ trực tràng 1/3 dưới, khiến phân và dịch tiêu hóa tràn ra ổ bụng, gây viêm phúc mạc. Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng khâu chỗ vỡ trực tràng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. May mắn thay, sau 14 ngày điều trị tích cực, cả 2 bệnh nhân đã có thể xuất viện, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Mặc dù may mắn giữ được tính mạng nhờ can thiệp phẫu thuật kịp thời, nhưng 2 bệnh nhân này đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe hiện tại và có thể kéo dài về sau. Điều đáng nói là họ vốn là những người khỏe mạnh bình thường, nhưng chỉ vì tin vào những thông tin lan truyền không căn cứ và quảng cáo sai sự thật về phương pháp làm đẹp, chữa bệnh mà đã phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Các bác sĩ giải thích rằng, thụt tháo là biện pháp dùng chất lỏng bơm ngược từ hậu môn và trực tràng, có tác dụng làm mềm phân. Đây là phương pháp chỉ được chỉ định trong một số trường hợp cụ thể như táo bón khó đi ngoài, cần làm sạch đại tràng để làm thủ thuật, phẫu thuật hay một số trường hợp đặc biệt cần thụt tháo để chẩn đoán điều trị. Tuy nhiên, việc tự ý thực hiện thụt tháo tại nhà có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Qua đó, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng thụt tháo đại tràng là phương pháp điều trị cần được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa và chỉ nên thực hiện tại các cơ sở y tế có cấp phép. Thứ nhất là việc mình thường xuyên đưa một cái lượng lớn chất lỏng vào trong đại tràng thì nó sẽ khiến cho cái phản xạ đi ngoài của mình nó bị trơ, nó bị giảm dần đi. Nghĩa là bình thường khi mà cái hệ tiêu hóa của mình, khi mà cái lượng chất bã nó đủ lớn thì nó sẽ kích thích khiến cho cơ thể buồn đi vệ sinh, buồn đi ngoài. Thế tuy nhiên bây giờ mình thường xuyên mình đưa một lượng lớn chất lỏng vào thì nó sẽ kích thích các cái cơ ở vùng đại tràng cũng như là ở hậu môn, kích thích mình đi ngoài thường xuyên. Thế sau này khi mà mình không có một cái lượng chất lỏng lớn như thế, không kích thích như thế nữa thì nó sẽ không buồn đi ngoài, và chính vì vậy là bệnh nhân là dễ bị mất cái phản xạ đi vệ sinh, mất phản xạ đi ngoài và có thể rơi vào tình trạng táo bón nếu mà không thụt tháo thường xuyên. Cái tác hại thứ hai mà theo tôi nghĩ rất là quan trọng đấy là nó gây ra cơ thể bị mất nước và mất một cái lượng điện giải, gây ra rối loạn điện giải rất là lớn. Và quan trọng hơn là khi đưa một lượng chất lỏng như thế là nó kéo theo rất nhiều cái hệ vi khuẩn đường ruột ở trong ruột mình ra ngoài. Và chúng ta biết rằng cái hệ vi khuẩn đường ruột nó rất là quan trọng. Nó có thể hàng trăm ngàn tỷ các cái loại vi khuẩn, rất hàng chục loại vi khuẩn khác nhau với số lượng lên hàng trăm ngàn tỷ. Thì các cái vi khuẩn này có nhiệm vụ là tiêu hóa thức ăn này, có nhiệm vụ thải độc này, rồi có nhiệm vụ là sinh ra những cái chất trung gian hóa học giúp cho cơ thể nó dễ chịu, nó đỡ căng thẳng hơn. Thế bây giờ mình đưa hết ra ngoài, thế là cơ thể là bị cái hệ vi khuẩn đường ruột là nó bị rối loạn. Và chúng ta biết rồi, ví dụ như các cái bạn bé mà uống kháng sinh đấy thì chúng ta phải bổ sung men vi sinh, hoặc là kể cả người lớn cũng vậy, khi mà hay bị rối loạn tiêu hóa rồi dùng các loại thuốc lâu ngày thì nó cũng gây ra mất cân bằng cái hệ vi khuẩn đường ruột. Thì bây giờ thụt tháo nó cũng sẽ gây ra tình trạng như vậy. Nếu mà cái hệ vi khuẩn đường ruột nó bị phá vỡ thì nó không tiêu hóa được thức ăn, là dễ bị đi lỏng, dễ bị phân sống, rồi không sinh ra được các cái chất trung gian hóa học, ví dụ như serotonin chẳng hạn, khiến cho là cơ thể bạn thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Đấy là nguy cơ rất là lớn. Và ngoài ra, như chúng ta nói là vì nó làm mất nước, làm rối loạn các chất điện giải thì ảnh hưởng rất nhiều đến những người bệnh mà bị bệnh tim mạch, thì có thể là gây ra những cái rối loạn về co bóp nhịp tim, rối loạn về dẫn truyền thần kinh cơ, thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là chết người. Và cái nhóm mà tác hại thứ ba đấy là do những tác động cơ học, do việc chúng ta đưa các cái đầu ống thụt vào thì nó có thể gây chảy máu, có thể gây rách nhiễm trùng ở hậu môn, ở trực tràng và ở đại tràng. Vì khi mà chúng ta tác động thì chắc chắn là chúng ta không thể làm tốt được rồi, và làm gì thì nó cũng sẽ có sai sót, có thể gây chảy máu, có thể gây ra thủng, như trường hợp một bệnh nhân vừa rồi là gây bị thủng của đại tràng và đã phải mổ cấp cứu. Ngoài ra có thể làm cho tình trạng chảy máu nếu bệnh nhân bị trĩ nặng hơn, hoặc là những bệnh nhân mà bị viêm đại tràng mà xuất huyết ấy, thì nó cũng làm cho tình trạng viêm nó nặng nề hơn. Do đó chúng ta tuyệt đối là không nên nghe theo những cái lời lan truyền mà nó không có cơ sở khoa học, khi mà mình thụt tháo bằng cà phê vừa không có tác dụng gì cả mà lại vừa gây ra nhiều tác hại.
Thế còn nếu mà để cho cơ thể nó thải độc tốt ấy, từ trước đến giờ cơ thể của chúng ta là rất là tuyệt vời rồi. Tạo hóa đã cho cơ thể cái khả năng thải độc rất tốt thông qua mồ hôi, thông qua việc bài tiết nước tiểu, thông qua việc thải qua phân. Và chúng ta trừ phi là chúng ta bị táo bón, còn không chúng ta không nên thụt tháo làm gì, mà thay vào đó là chúng ta nên có chế độ ăn uống nó hợp lý, tăng cường các rau củ quả và chất xơ, uống đủ nước, hạn chế các đồ ăn chế biến sẵn và chịu khó vận động, có một giấc ngủ tốt và cái tinh thần thoải mái, thì là tự khắc nó sẽ thải độc thôi.